Thưa quý vị, mỗi năm hàng triệu người Mỹ đến với Mexico và các quốc gia khác theo hình thức đó là du lịch y tế. Ngân hàng Ngoại thương Quốc gia Mexico ước tính đó là ngành du lịch chữa bệnh đem lại 5 tỷ đô la mỗi năm cho nền kinh tế của nước này trước khi mà chịu tổn thất do đại dịch COVID-19. Vâng, vì sao lại như vậy thì quý vị hãy theo dõi những số liệu thống kê do hãng tin AP phân tích ở đây. Phẫu thuật nâng cơ mặt. Nếu như mà thực hiện tại bang South Carolina thì người Mỹ sẽ phải tốn từ 8.000 cho đến 14.000 đô la Mỹ. Nhưng mà nếu họ đi qua bên kia biên giới đến với thành phố Matamoros ở đông bắc của Mexico thì chỉ tốn khoảng là 5.000 đô la mà thôi. Tương tự như vậy, đó là xóa nếp nhăn bụng tại Mỹ thì sẽ tốn từ 7.000 cho đến 9.000 đô la. Nhưng mà nếu sang Mexico, giá thành chỉ còn rẻ hơn khoảng một nửa, tức là từ 2.500 đến 4.500 đô la. Nâng ngực và hút mỡ thì cũng có những cái chi phí chênh lệch rõ ràng như vậy. Giá thành rẻ hơn nhiều và việc đi lại thì cũng thuận tiện, chính là điểm thu hút các du khách khi mà sang với Mexico. Nhưng mà vào tuần trước thì 4 người Mỹ đã bị bắt cóc chính tại thành phố Matamoros khi sang đây để phẫu thuật giảm mỡ bụng. 2 nạn nhân đã được tìm thấy thì đã bị sát hại. Vụ việc không phải là mới nhưng nhiều người Mỹ vẫn lựa chọn sang nước láng giềng phía Nam để thực hiện các dịch vụ chữa bệnh hay là làm đẹp. Ngày 3 tháng 3 vừa qua, nhóm công dân Mỹ gồm 4 người đã lái xe van màu trắng mang biển số của bang North Carolina qua biên giới và thành phố Matamoros, bang Tamaulipas của Mexico. Không lâu sau khi vào địa phận của Mexico, các tay súng chưa rõ danh tính đã tấn công những người có mặt trên xe. Chúng đã đưa các nạn nhân lên xe khác và chở đi. Các nạn nhân đến Mexico là do một trong số họ muốn phẫu thuật thẩm mỹ. Điều tra cho thấy cả 4 người đều còn sống cho đến ngày 6 tháng 3. Trong 3 ngày bị bắt cóc, 4 người đã bị đưa đến nhiều địa điểm khác nhau, trong đó có một phòng khám, và cuối cùng, cảnh sát tìm thấy 2 người sống sót trong một ngôi nhà gỗ cách Matamoros 10 km. Thi thể 2 công dân Mỹ thiệt mạng đã được đưa về Mỹ hôm 9 tháng 3. Các con đường cao tốc của bang Tamaulipas nằm trong số những khu vực nguy hiểm nhất tại Mexico do nguy cơ bị các băng đảng bắt cóc và tống tiền. Và thành phố Matamoros, nơi 1,2 triệu người Mỹ đổ về đây để đi du lịch y tế mỗi năm, vốn bị chính phủ Mỹ cảnh báo là một trong những địa điểm không nên đến để du lịch. Du lịch y tế là một ngành công nghiệp giá trị lớn và nó vẫn sẽ phát triển cho đến khi những dịch vụ tương tự tại Mỹ được giảm giá. Nhưng đối với nhiều người Mỹ, động lực du lịch chữa bệnh thường là tài chính. Nhiều người đi ra nước ngoài để mua dược phẩm, đăng ký phẫu thuật hoặc điều trị với mức giá thấp hơn rất nhiều so với giá ở Mỹ. Ngoài ra, họ cũng không phải xếp hàng để chờ đến lượt điều trị. Nhưng kể cả không bị bắt cóc thì du lịch y tế phần lớn không được kiểm soát và gần như không thể theo dõi kết quả mà người Mỹ điều trị tại Mexico. Không phải cơ sở y tế nào ở Mexico cũng có thể phẫu thuật và điều trị được mọi thứ như quảng cáo. Nếu không tìm hiểu kỹ, rất có thể họ sẽ đến những phòng khám kém chất lượng. Theo Washington Post, khoảng 65-70% các chuyến đi xuyên biên giới là để khám nha khoa, 15% là để thẩm mỹ và 5% là phẫu thuật giảm béo hoặc giảm cân. 10% còn lại là các điều trị y tế khác.